Hello, chào mừng các bạn đến với Di động Nhật Nam nhé. Anh em theo dõi kỹ clip, thấy ưng ý cái nào thì anh em điện đến hotline 0979 78 2366 hoặc là 0367 709 123 để đặt cọc chốt đơn. Mua hàng của shop mình thì phải đặt cọc trước, sau đó cho shop mình địa chỉ, mình ship đến tận nơi và vẫn được kiểm tra hàng, test máy, thanh toán nốt số còn lại. Sau đó sẽ được bảo hành là 6 tháng, lỗi là mình đổi máy khác tương đương. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé. Và kênh của mình thì không chụp ảnh qua Zalo, không tiếp những khách củ nhằng củ nhầy, nói chung là mất thời gian. Bất cứ bạn nào có dấu hiệu hỏi xoáy đáp xoay, hỏi dai hỏi dài, hỏi nhiều và không chốt là mình không thể nào phục vụ lâu được. Mong các bạn thông cảm nhé. Mình nói ra để cho anh em nào thật sự muốn mua có thể mua được, bởi vì nếu mình không nói mà mình cứ im lặng mà mình làm điều đó thì anh em không biết, đúng không? Cho nên mình nói đây để anh em hiểu và biết rõ điều đó, cho đỡ phải kêu mình là gửi mẫu, chụp ảnh Zalo hay nọ kia. Anh em thông cảm theo dõi cái kênh YouTube Di động Nhật Nam này của mình nhá. Đăng ký kênh, rồi tim like, chia sẻ, để lại bình luận ủng hộ mình. Và mình ghét nhất là ai chê. Tất cả những ai mà chê là mình không bán cho đâu. Thứ nhất là chê đắt, thứ hai chê phí ship, thứ ba chê không có phụ kiện và vân vân và mây mây. Nói chung là cứ liên quan đến chữ chê thì thôi, không cần phải mua hàng của mình để đỡ phải chê, đúng không? Bởi vì chê trách nhau nó buồn lắm, đúng không? Đó, rồi hôm nay thì cũng như thường lệ thôi, ở đây rất là nhiều máy, nhưng mà mình sẽ giới thiệu vài cái bộ sạc cho anh em mua. Thì sạc nó phù hợp theo từng đời, cho nên là anh em đừng nhìn cái số watt to mà anh em tưởng đâu là cứ mua watt to về giọng vào là nó ngon, hay là cứ watt to giá nó mới cao. Chẳng hạn như đây là cái bộ của Samsung BD 25W thôi đó, nhưng mà nó có sạc siêu nhanh cho Samsung và bộ này nó sạc rất là ok cho dòng Samsung. Dĩ nhiên rồi, nếu như anh em mua bộ này mà sạc cho Vivo hoặc là Oppo hoặc Xiaomi thì nó lại thành ra không ngon, đúng không? Bởi vì nó thiết kế tương thích đó, và nó chuẩn BD 22.5W và bộ này công suất nó là 25W. Thì một bộ là bao gồm củ và dây C2C, bộ này mình đang bán là 200. Hình dạng giống nhau, trên thị trường rất là nhiều loại và có thể có những cái bộ sạc nó chỉ 70-80 nghìn, nhưng mà những cái bộ đó thì cũng vẫn dùng được, nhưng mà nó sẽ không ngon bằng và nó không chất lượng bằng, có thế thôi, tùy anh em nhé. Rồi tiếp theo thì đây có một bộ của Xiaomi Redmi đấy. Xiaomi Redmi thì nó lại tới 67W đó, và nó có cái chế độ sạc nhanh tút bồ. Thì bộ này cũng gồm củ và cáp đấy, to vật vã. Cáp thì USB 2C và củ out USB. Đó, 67W tút bồ, và bộ này cũng có giá bán là 200. Nói chung là bên mình toàn bán loại tốt thôi, cho nên là giá nó cứ loanh quanh 200, 200 mấy. Chứ mình không bán hàng phụ kiện đẻo, phụ kiện rẻ quá, đúng không? Mình không bán cái phụ kiện rẻ giống như là trên TikTok Shop. TikTok Shop thì anh em mua có thể nó chỉ có mấy chục. Bên mình bán TikTok Shop là mình bán theo kiểu liên kết với lại các shop để ăn hoa hồng thôi. Cái đấy thì nói chung nhiều anh em thích cái hàng rẻ thì anh em lên đó mua qua sàn thương mại điện tử TikTok Shop. Và mình phải nói rõ cho anh em là những cái hàng mặt hàng đó là mình bán để tiếp thị liên kết thôi. Còn hàng của mình bán ở kênh YouTube đây mới là cái hàng của bên mình bán loại tốt. Cho nên là anh em mua trực tiếp qua của mình bao giờ cũng được hàng tốt và hàng rất là đắt chứ không rẻ, vì mình không bán hàng đẻo, đúng không? Còn cái hàng mình làm tiếp thị liên kết ở trên TikTok Shop, anh em mua dùng vẫn được, nhưng mà dĩ nhiên nó rẻ. Có bất cứ những cái sự cố gì thì anh em cũng phải hiểu, rẻ thì nó chỉ thế thôi. Đấy, đơn giản là nó có thể cũng dùng được và shop người ta cũng có trách nhiệm đổi cho anh em. Và anh em mua qua sàn TikTok Shop thì cũng an toàn, vì trong vòng 7 ngày hay là 15 ngày gì đấy là anh em có thể được trả hàng, và anh em liên hệ với shop thì người ta cũng sẽ đổi cho anh em. Đó là hai cái hướng đi của mình đang đi là nó khác nhau hoàn toàn nhá. Còn anh em nào mua trực tiếp ở trên mình qua Zalo của mình, chốt đơn và chuyển tiền đến tài khoản của bên mình thì dĩ nhiên đó là cái hàng của bên shop Di động Nhật Nam bán ra. Còn tất cả anh em mà bấm vào cái giỏ hàng á, ở trên TikTok, anh em chơi TikTok mới biết nha, cái mặt hàng đó không phải là của shop mình đâu, mặt hàng đó là mình liên kết thôi nha. Mình liên kết giống như mình hợp tác với các thương hiệu đó và mình quảng bá cho người ta, quảng bá cho người ta để ra đơn, và ra được đơn là mình ăn hoa hồng. Bây giờ đâu đó trên mạng anh em nghe cũng có hình thức đó ha. Thì dĩ nhiên rồi, mình làm cả hai hướng, cả là bên mình bán trên YouTube Di động Nhật Nam là đúng hàng của mình vẫn bán từ trước giờ bao nhiêu năm nay. Còn bây giờ mình phát triển sang thêm cái nhánh để mình làm thương mại về cái marketing,
Đấy, nói chung mình cũng muốn chuyển hướng chuyển nghề, bởi vì bán với cái hàng này này nhức đầu quá, phải tiếp khách, còn bán qua cái kia mình chỉ làm cái nhiệm vụ mình quảng bá, các nền tảng nó tự tạo ra view, nó tự đề xuất và có view tiếp cận khách hàng mà người ta thấy ok, người ta bấm vào người ta mua. Dĩ nhiên thì trên TikTok Shop của mình làm á, mình cũng nói rõ với các bạn luôn là mình lựa chọn toàn những cái mặt hàng uy tín và chất lượng để bán, chứ không có lựa những cái hàng đều đều mà là chỉ vì cái lợi nhuận của mình mà mình cái gì mình cũng làm. Nên là mình làm là cũng đặt cái tâm tư vào đó, nên các bạn cũng cứ yên tâm nhá. Còn bạn nào chắc ăn như bắp mua hàng Nhật Nam ta chỉ xài đồ xịn, ok, cứ liên hệ trực tiếp đến số hotline của mình để mua đồ xịn nha, chứ đừng có so đo và đừng so với hàng trên TikTok nha. So với hàng của mình và so với hàng trên TikTok là các bạn đã bị thất bại rồi đấy. Đấy, thất bại về chất lượng, còn cái chuyện các bạn mua rẻ hơn hay không mình không quan tâm đâu. Đấy. Rồi tiếp theo thì ở đây thì mình có bộ Oppo. Bộ Oppo thì hôm nay là do nó hết cái bộ 67W thôi, chứ bộ SuperVox 67W nó ngon lắm. Nhưng mà đợt này là nó hết cái bộ 67W và mình đã phát triển lên cái bộ 80W. Cái bộ 80W này thì hôm nay mình bán cho các bạn cũng là 200 một bộ. Bộ này thì cũng là SuperVox và cũng bao gồm là củ và cáp nhá, một bộ là 200. Và tất cả những cái phụ kiện này mình bán ra thì cũng bảo hành cho các bạn là 6 tháng. Tại Di Động Nhật Nam sẽ đổi. Còn những cái sản phẩm mà các bạn mua qua sàn, bấm giỏ hàng, mua trên TikTok Shop, mua Shopee hay mua bất cứ ở đâu, các bạn lưu ý là cái đó là những cái shop người ta giao trực tiếp cho các bạn, người ta bảo hành cho các bạn, và các bạn có thể liên hệ shop trên chatbox và trên chính những cái nick TikTok hay là nick Shopee của các bạn nhé. Là ở đó nó có những cái đơn hàng, bạn nào đặt ở trên đó thì các bạn đã biết mà. Đấy, còn bạn nào vẫn theo những phương thức cũ mua của mình thì ok là mua. Đấy, nhưng mà bên mình thì chỉ lựa chọn bán những cái loại đắt tiền và sử dụng nó ngon, và lỗi thì mình chịu trách nhiệm đổi cho khách hàng, có thế thôi. Đấy, nó khác nhau về ý nghĩa một chút thế nhá. Và đương nhiên là không ai chê tiền cả, và tiến tới cái công nghệ cao 4.0 để marketing, đêm ngủ vẫn có đơn. Hiện tại là mình bây giờ một ngày là mình bán trên TikTok là khoảng là một ngày khoảng từ 150 cho đến 200 đơn, và một tháng mình cứ được khoảng từ 4.500 cho đến 6.000 đơn. Đấy, cho nên là mình thấy cái vấn đề đó nó rất ok. Tại sao dạo này mình ít khi lên cái video clip trên YouTube không giống như ngày xưa? Là tại vì mình làm cái công việc đó nó có một cái thu nhập quá ổn định và nó cũng không ai phiền toái gì tới mình. Đêm người ta vào người ta xem trên video, người ta cũng bấm, người ta đặt hàng được các bạn nhé. Đấy, cho nên là tại vì sao càng ngày bây giờ mình càng siết lại cái vấn đề khi mua hàng của shop mình, là các bạn vui lòng coi video, chứ còn mình không có chụp ảnh Zalo được và mình cũng không có nhiều thời gian. Bởi vì mình chỉ dành ra 20-30 phút để làm video up trên kênh YouTube thôi. Đấy, nên mình mong các bạn thông cảm nhé. Sau khi xem được cái video này rồi, các bạn đừng có trách móc mình nữa. Sau này các bạn theo dõi kỹ đi, rồi muốn mua cái nào thì các bạn nhắn vô nói đúng cái tên máy cho mình và nói đúng cái sản phẩm các bạn muốn mua trên video á. Rồi các bạn báo mình sẽ bán đúng cho các bạn. Như thế, shop Di Động Nhật Nam từ xưa giờ uy tín phát triển và càng ngày càng phát triển, chứ không phải bây giờ là làm ăn không được như các một số bạn là xấu miệng là nói đâu nhá, hoặc là bình luận cứ chê này chê kia. Đấy, bởi vậy mình cũng nói luôn, mình rất ghét người ta chê mình. Đấy, bởi vì mình nghĩ mình là hoàn hảo rồi đó, và mình là người tử tế bán hàng, mình luôn bảo hành cho khách hàng đàng hoàng và luôn lựa chọn những sản phẩm tốt mình bán, thì có cái gì đâu phải chê mình. Và chê mình thì đương nhiên là mình không bán cho là đúng rồi nhá. Rồi tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn một cái củ sạc 20W. Củ này thì hôm nay mình bán cho các bạn, lúc trước là củ này là nó tới 100, khoảng 130, 140 một củ, chưa có ship nha. Nhưng mà hôm nay mình bán là 100, mình cũng sẽ vẫn bán là 130, nhưng mà tính ra là rẻ hơn, vì là 130 này là bao gồm cả ship, tính ra mình bán là 95.000 thôi. Ship một cái cục này nó cũng hết khoảng 35.000. Đấy, còn nhiều bạn bảo sao ship của bên mình đắt, về điện thoại, ship điện thoại của bên mình là phải đắt rồi, hàng của mình là hàng chất, mình không thể để trôi nổi trên thị trường, nên ship là phải ship có bảo hiểm. Những cái điện thoại giá trị càng đắt, những cái điện thoại giá trị càng đắt các bạn nhé, thì mình thu ship càng cao, lý do là có ship bảo hiểm. Rồi tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn một sản phẩm iPhone 11, và hôm nay mình còn duy nhất một cái này, 128GB nhá, bộ nhớ 128, màn hình 6.1, đây là 11 thường, 2 camera. Con này thì cũng khá là ngon và nguyên bản pin bảo trì, mình bán hàng nhập thôi nên đa số là pin về nó thấp lắm. Đấy, rất ít loại mà pin cao. Và cái sản phẩm này sẽ có giá bán cho các bạn là 6.6 triệu. Còn bạn nào thay pin thì vui lòng cộng thêm tiền. Bên mình hỗ trợ thay pin thì mình tính tiền pin chứ không tính tiền công thay. Nhưng mà nó cũng phải đến 400 đấy. Là chẵn 7 triệu sẽ được thay pin mới 100% nhá. Ok chưa? Chỉ có máy không, không tặng phụ kiện, không bao ship. Nói chung là bên mình là nguyên tắc lắm.
Anh em nào mà có ý định trả giá thì thôi cũng đừng đừng ấy, để mất công mình lại không 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 sau này mình liệt những cái số, những cái Zalo của anh em vào danh sách đen là sau này chẳng mua được hàng của bên mình đâu. Nói thật, hàng của bên mình là mình bán, mình lựa khách lắm, chứ không phải là ai tập nham mình cũng bán đâu. Bán cho những người mà hay cù nhằng cù nhầy về hay làm vớ làm vẩn xong nó đen đấy, nói thẳng ra vậy. Đây, tiếp theo là một con iPhone X hay còn gọi là iPhone 10. Con này màn hình nó nhỏ, 5.8 inch, 64GB màu trắng và pin nó 97. Ok, pin 97 này là pin thay rồi nha, nhưng mà còn xài ngon, xác định là xài ngon. Chứ X bây giờ anh em biết là 7-8 năm rồi, chứ không X không phải là mới mẻ gì đâu. Đấy, và giá bán của em này sẽ là 3.9 triệu. Mình thấy cũng rất là ngon, ok. Máy thì cái quan trọng là quốc tế này, chuẩn này, bảo hành 6 tháng này. Đấy, chả có gì phải nghĩ. Còn về 8 Plus thì nói thật anh em cứ chê mình bán đắt bán rẻ gì mình không biết. Những người chê mình đã không bán rồi. Mình chỉ bán cho những người thích và những người khen thôi đấy. Mà hôm nay cũng hết sạch rồi. Chỉ còn đúng một cái 256GB màu gold. Pin mình thay mới 100 rồi. Nhá, con này thì nó còn iOS 11. Nhưng mà khi mình bán thì mình nói thật là anh em là chắc là phải nâng cấp iOS đi. Chứ không có về không nâng cấp được. Đến lúc đấy không tải được ứng dụng thì sao mà xài. Đấy, chứ còn nó nguyên bản. Đây, nó là iOS 11.4, nó là của hiếm trên thị trường rồi. Con này thì mình bán được, bán không bán được cũng không quan trọng. Mình để mình sưu tầm, mình để đây mình review cho anh em xem cho nó sướng con mắt cũng được. Có năm sau review anh em vẫn thích xem, năm sau nữa anh em cũng vẫn thích xem vì cái độ hiếm là iOS 11.4. Cho nên là tùy nhá. Đấy, anh em nào thích chơi chơi, con này là 4.4 triệu nha, 4.400 triệu màu gold, máy quốc tế chuẩn. Rồi, tiếp theo thì mình có về được rất là nhiều cái sản phẩm 12 Pro Max 128GB. Thì có một cái ông hôm qua ông bình luận, ông bảo mình là cách đây 4 tháng thấy bán rẻ hơn bây giờ. Thì nói đúng rồi, bây giờ đắt hơn đấy. Bây giờ 12 Pro Max nó gần hết rồi, nên là 12 Pro Max mà nguyên bản á, hàng nhập bên kia về á, nó đắt là đúng rồi. Đấy, bởi vì nói thật với các bạn này, ngày xưa thì nó những cái đời 6-7 thì nó còn xuống cấp nhanh, cấu hình nó chậm. Chứ còn bây giờ từ 11 Pro Max, từ 11 đến 12 Pro Max, anh em thấy nó có xuống không? Nó cứ ngon, nó vẫn cứ mượt như bình thường. Và nói thẳng ra người ta chê cái 13 Pro Max vừa đắt thì vừa hay không an toàn. Nên những người người ta ít tiền, ăn chắc mặc bền, người ta hay chọn 12 Pro Max. Mà cái gì thị trường người ta chọn nhiều là cái đó nó lên giá anh em ạ. Anh em có biết cái xe su xì bo không? Nó càng cũ nó càng đắt tiền đấy. Đấy, thấy anh em chả thắc mắc mà cái điện thoại cứ thắc mắc. Và nói thẳng anh em nhé, ở cái thời điểm này mình bán 12 Pro Max đang giá loanh quanh là từ 12 đến 14 triệu. Tùy phiên bản 128 hay là 512 thì mình thấy giá nó rất là hợp lý ở cái thị trường này luôn. Chứ chả có gì mà phải chê. Chê thì đừng có mua là không mất gì hết, đúng không? Ok, trong khi lại không mua nhưng mà chê một cái là mất rồi đấy, mất tình cảm. Đấy, rồi đây là 12 Pro Max 128 nhá, hàng nhập ở bên kia về thì bao giờ nó cũng phèn phèn bẩn bẩn thế này, bởi vì nó có chảy xước nhẹ, nó chưa qua xì ba và pin nó thấp, nhưng nó mới đúng là chuẩn nguyên bản nhá. Đúng là chuẩn nguyên bản, chứ còn ba cái hàng ở đây sửa xong để lau chùi bóng lưỡng, thay cái vỏ, cái vế, thay cái cục pin. Người ta thay pin xong người ta đâu có để 100 giống mình, người ta đâu nói là thay, người ta chỉnh xuống 92, 93, người ta bảo nguyên bản 92, 93. Tôi đố các ông biết được, nó gắn cái cáp phích vào các ông không thể biết được nhá. Đấy, chứ đừng có nói mà kiểm tra giống như ở Nhật Nam làm là thực tế. Thì cái con này màu gold này này, pin có 80 thôi. Đấy, anh em nào thích thay pin vào thì thay, thì cộng thêm tiền pin. Còn nếu không, mình sẽ bán cái em này là 11.300.000. À, 12.300.000. Đấy, 12.300.000 anh em nhá. Đấy, còn thay pin cộng tiền pin vào. Còn không là pin 80 về thay. Về xài, bao giờ nó hỏng tự thay. Còn bao giờ nó hỏng thì đừng hỏi mình nhá. Trước lúc hỏng là nó sẽ bình thường, có thế thôi. Cho nên là không ai biết trước được tương lai. Đây, tiếp theo thì còn một con màu xanh 256. Nói chung mình bán nhiều lắm từ hôm qua rồi, mình bán sấp mặt, bán không kịp. Thế mà vẫn có mấy đồng chí cứ rồi anh vào chụp cho em vào cái ảnh vào Zalo. Thế thời gian đâu mà chụp. Thuê nhân viên thì lại bây giờ mỗi cái tăng lên 200 đấy, anh em chịu không? Đấy, chỉ vì một tấm ảnh thôi mất thêm 200.000, 300.000 anh em chịu không? Chắc là không. Anh em là nói thật là rẻ cũng muốn, ngon cũng muốn, chất cũng muốn, uy tín cũng muốn, bị lừa cũng không muốn bị lừa. Đấy, cái gì cũng muốn an toàn, ok hết, nhưng mà lại muốn ít tiền. Khó lắm anh em ạ. Chỉ nên chọn một thôi nhá. Rồi, đây 256GB màu xanh. Con này thì được cái là pin 83 cũng còn dùng ok. Anh em, con này thì mình bán là 256 thì mình bán là 13 triệu nhá. 256, 13 triệu. Nói chung là hàng đẹp 98, 99 và
nó là hàng quốc tế, màn hình 6.7, xung dòng 12 Pro Max, thì nói thật với anh em, từ giờ đến vài tháng nữa là best seller. Anh em biết tại sao không? 14 thì bây giờ nó còn quá cao, 14 Pro Max còn quá cao mà lại còn không sử dụng được sim vật lý, mà mua bản sim vật lý thì cũng không hề rẻ. Xong rồi 15 thì cũng còn rất đắt, và cũng mua bản sim vật lý cũng rất đắt. Và 16 sắp ra thì nhiều khi lại không đủ level để chơi 16 vì nó quá đắt, 30-40 củ. Cho nên ở cái phân khúc loanh quanh từ 12 đến 14 triệu, cái con 12 này là một cái sự lựa chọn an toàn và thông minh nhất rồi anh em nhé, đúng chưa? Nên là làm gì có rẻ được, còn lâu mới xuống giá nữa. Không có hàng zin để mà bán đâu, còn cái hàng anh em đi mua được mấy cái con nó thay màn GX, nó xào trẻ, nó sờ ba, nó làm lọ làm kia thì chấp làm gì, nói chung mình không thèm chấp. Thế thôi, mình chỉ nói chuyện và bán cho người hiểu biết, người nào biết mặt hàng thì mình chơi. Còn những người mà cứ soi thấy tí chảy tí cấn, nó việc cái gì đâu, nó zin nó phải thế, chứ còn bây giờ thay cái vỏ bóng lưỡng ra thì nó lại thành hàng dọn. Đấy, mà thường hàng dọn tại sao người ta lại dọn? Nó phải bẻ nát bét ra, men của nó có khi dập hỏng, sửa tới sửa lui rồi nó xong nó mới thay cái vỏ mới, chứ đâu phải như được như những cái này hàng cũ cũng 4 năm rồi. Đấy, đúng chưa? Nhưng mà con này thì mình xác định còn rất là ngon, bởi vì như mình đã nói hồi nãy, cấu hình của nó quá khủng luôn rồi. Đấy, chạy mượt ok, màn hình to, camera cũng cực kỳ đẹp, 3K. Thấy chưa? Nó là một cái phiên bản phải nói là, nếu mà để nói là chuẩn quốc dân thì tầm này con này mới là chuẩn quốc dân. Nó giống như con 8 lớp ngày xưa bao nhiêu năm trời. Anh em thấy 8 lớp nó giữ giá không? Đấy, nó có hạ mấy đâu, đợi nó hạ. Tôi nói đợi rụng răng đi. Đây, còn đây là 512GB màu xám đen, pin bảo trì có 77 đây này. Nhá. Nói chung là hàng nhập nguyên bên kia về là nó đa số là nó pin nó thấp lắm, nó không có cao đâu. Trừ khi là phải về bên mình, các pháp sư xào trẻ, nấu nướng, xì ba, xì biếc làm đẹp. Nó lúc đó nó keng, nó nay new, rồi nó pin 95, pin 97. Đó. Còn cái mặt hàng này là anh em thích thay pin là thay pin 100% tại Nhật Nam xài thôi nhá. Còn không nữa là mua cái này về rồi tự anh em đi xào trẻ, tự anh em đi thay pin, đúng không? Và con này thì mình bán cho anh em với giá là 13.600.000, thay pin thì cộng thêm tiền pin giúp mình nhá. Đấy, thay pin rồi thì được pin mới 100%, xài ngon thế mồ chứ có ở đâu. Đây này, anh em thấy đắt 14 Plus đỏ đắt cũng có người đặt rồi chứ làm gì có còn, mình bán rồi nhá. Đấy, còn ở đây thì mình có 12 thường. Hôm nay thì thế nào vừa khéo trời sinh một cặp, mình lựa mãi mới được cặp này, pin còn 91, dĩ nhiên là nguyên bản nhá. Đấy, chứ còn nếu không thì mình đã báo anh em là pin hư phải thay hay nọ kia. Tính mình là như vậy, rất là dứt khoát trên video như thế nào bán như thế. Cho nên là ghét nhất ai bảo là chụp ảnh Zalo hay là anh vào Zalo anh tâm sự, gửi điện, đã điện gọi trực tiếp nói chuyện nhau rồi, xong rồi thích thì đặt, thì xuống tiền thì đặt, gửi địa chỉ mình ship hàng, còn làm việc khác chứ còn kiếm thêm vài chục đơn kiếm tiền chứ, ở đó quanh quẩn mà 1-2 cái điện thoại thì sáng đến chiều để mà vỡ mồm. Đấy, 64GB này, xong là mỗi cái cộng lãi nhiều lên mới đủ công thì các ông lại gào. Đấy, bắn đắt trong khi thì chất lượng ngon, và máy thì đây, đấy, trời sinh một cặp, pin 91 rồi. Con này là màu đỏ này, 64GB, 7.500.000 nhá. Rồi con màu xanh ngọc, tại sao gọi anh cặp đấy, con màu xanh ngọc này cũng pin 91, 64GB, máy chuẩn quốc tế, bảo hành 6 tháng. Dĩ nhiên là máy không tặng phụ kiện, không bao ship nhá. Tiền ship của bên mình cũng rất đắt. Đấy, mình nói oang oang suốt ngày đấy, mà nhiều ông cứ chê bảo anh ấy ship bên anh sao ship đắt thế đó kia. Nói chung ông nào còn tư tưởng còn chê còn sợ thì tốt nhất đừng liên hệ tới mình. Đấy, có lúc mà lên cơn tăm bành lên mình chửi cho thì lại đau đầu, bởi vì mình nói suốt ngày đây rồi, có gì đâu phải thắc mắc. Có người đã bị mình chửi cho rồi đấy, chứ không phải mình không ngại đâu, nói ngu là mình chửi thôi nhá, tính mình thế, cáu lắm, với lại nhiều việc thì cáu lắm. Đây, pin 91, 7.500.000. Đấy, thích chọn màu nào thì chỉ việc báo là xong, lấy cho anh con xanh ngọc pin 91, thế là biết là con đấy rồi. Rồi tiếp theo là Oppo A79 5G, RAM 8 256, con này cũng rất mới, neng keng xà beng cho anh em mình, tím thủy chung, tím hoàng hôn, tím bóng đêm, muốn tím gì thì tím. Đấy, nhưng mà cái quan trọng là nó ngon, chính hãng và sử dụng được lâu dài, di động nhà Nam bảo hành 6 tháng, của bên cũng tại người, đừng vừa xài vừa ném vừa phá đi nhá, rồi cho các em cháu xài xong rồi nó quăng nó quật xong rồi không dám nói thật. Đấy, rồi cứ chửi xốp là nhiều khi như thế không đúng đâu, mình phải tôn trọng sự thật. Đấy, Oppo A79 này là 5.200.000. Đấy,
nói chung là những cái Oppo, những cái Samsung bây giờ mình thấy, nói thật anh em cứ xài gọi là bền đến lúc anh em làm vỡ thì thôi, ít khi nó hỏng lắm. Màn xài màn AMOLED thì làm chấn động thì nó lại chả dập phôi thì nó lại chả đổ mực, nó lại chả không lên, nó lại chả đen thui, đúng không? Nên là xài cũng cẩn thận. Đây, con này là Oppo A98, con này thì cực kỳ ngon, cũng là RAM 8 256, con này có 5 triệu thôi, màu xanh pin trâu, máy chất, màn hình to tươi xanh như nồi canh. Còn đây Zeno 11F 5G 256 luôn, ba con Oppo 256 cho anh em, quá chất. Con Zeno 11F này cũng chả khác gì máy mới, xa giá là 6 triệu 3, không có hộp thôi chứ còn chả khác gì mới. Còn đây 13 Pro Max ai cũng sợ đây này, sợ nhưng mà cũng chẳng có mà bán. Có nhiều người ta đầy tiền người ta chả sợ đâu, mua làm máy phụ đấy, có gì đâu mà sợ. Màn hình thì bây giờ xanh thì fix được rồi, giá 15,2 củ 2, màu gold bôn. Pin em này là bao nhiêu, pin em này là 91% luôn, quá ngon. Chứ còn đừng đòi 95 97, toàn pin thay để chỉnh lại thôi, chứ còn hàng nó thật là quý vậy, quý hóa lắm rồi nhá. Đấy, màu gold máy rất đẹp, màn hình to 6,7, sợ màn thì màn bây giờ fix được rồi. Đấy, quan trọng là nguyên bản thì sẽ fix được một lần, chả có gì phải nghĩ cả. Rồi khi nào xài đến lúc mà nó tã hẳn thì chắc lúc đấy nó cũng xuống giá rẻ bèo rồi. Rồi tiếp theo là có SE2020, thì còn một con 64GB màu đen, con này giá 3,4 củ 4, giá vẫn như bình thường. Còn có một con là hàng tuyển là pin con này được 92 thôi. Đấy, bán nó phải khác con pin 8X đi, chứ không có anh em 8X người ta chửi cho. Đấy, 9X này bán 3,5 triệu nhá, còn 8X là bán 3,4 triệu, mặc dù thì nói chung là nó cũng xem, nó hơn nhau được tí thôi, không hơn nhiều đâu. Rồi theo thời gian 6 tháng, 8 tháng, 1 năm sau cũng phải thay pin cả thôi nhá. Đấy, cứ nói thật thế chứ còn mình là bảo hành 6 tháng, nhưng mà mình từ xưa là bán là không bảo hành pin. Nên là anh em nào biết là pin tụt nhanh, pin xuống nhanh hay pin gì đấy là anh em tự bỏ tiền ra thay mới nhá. Chứ bây giờ bán cho anh em cục pin 8X nó gần xuống lỗ rồi, anh em mua cho chọn cái đấy để mua cho được rẻ. Xong vài bữa nữa anh em bảo pin giờ nó xuống 79, chú phải đền cho anh cục pin mới. Thế thì thôi em đi ăn nhì. Đấy, hai anh em chơi với nhau mà em lại về nhì nữa thì thôi, em nghỉ bán, em đi em làm affiliate TikTok shop hết luôn đấy. Rồi, đây là một em 13. Em này thì cũng khá là ngon, 128GB. Đấy, 128GB màu đỏ cực chuẩn nhá, màn hình 6,1, và em 13 màu đỏ mận này thì bán cho anh em là giá là 10 triệu 500, 10 triệu 500 nhá. Rồi, mặc dù thì máy vẫn còn nhiều, nhưng mà từ nãy giờ nó ăn tục nói phét, với lại lo review phụ kiện chả đáng bao nhiêu tiền, chả lời lãi được bao nhiêu. Nhưng mà thôi, làm vì đam mê. Chính vì vậy là tạm dừng video ở đây, và xin một lần nữa đọc lại cái hotline để anh em mình từ nãy giờ thích mua thế nào thì điện thoại đến mua. Hotline là 0979782366 hoặc là 0367709123. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu mến ủng hộ nha. Và hôm nay thì các bạn đã biết được một điều nữa là ở Di động Nhật Nam bán hàng hơi bị quái lạ, đúng không? Người ta cần khách, người ta thèm khách, người ta nài nỉ khách mua gần chết. Đây mình bảo thôi đừng mua. Đấy, giờ thấy khách bảo chụp ảnh, nghe bảo đừng mua, nói thẳng ra là hàng của mình chất. Đấy, hàng của mình chất. Và anh em cứ theo dõi kỹ, ok thì anh em mua nhá. Chứ còn lằng nhằng mất thời gian thôi, để làm việc khác kiếm được nhiều tiền hơn. Vì là cái này điện thoại này, bây giờ nghề điện thoại bây giờ nó hơi nát rồi anh em ơi, hơi nát rồi. Lời lãi trả bao nhiêu, bảo hành thì trách nhiệm cao, tiền vốn bỏ ra cũng không ít. Đấy, đang muốn bán bớt đi, thu hồi vốn về để chuyển hướng kinh doanh. Đấy, bán điện thoại chơi chơi vì đam mê, do là cái máu nó nhập trong người này không bỏ được anh em nhá. Đấy, nghề nó thành cái nghiệp. Thôi thì cũng cảm ơn anh em đã luôn yêu mến ủng hộ, và rất là nhiều anh em cũng vẫn hiểu mình. Chỉ có một số thành phần là nó chưa hiểu thôi, thì nó chưa hiểu thì kệ cụ nó. Đấy, không quan trọng, đúng không? Còn anh em nào hiểu mình rồi, ok với mình rồi, liên hệ mình mua rồi thì chả có việc gì mình phải nghĩ ngợi cả. Mình vẫn cứ cảm ơn, vẫn cứ gọi là yêu mến, và vẫn cứ uy tín bảo hành chu đáo cho anh em nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.